Ván lướt sóng này là sản phẩm của công ty Binbao Onion, được thiết kế để tự lướt trên mặt nước bằng tua bin chạy bằng động cơ điện. Công ty chế tạo thiết bị thể thao này cho biết đây là giải pháp thay thế bền vững để mọi người có thể tham gia các môn thể thao dưới nước ở các hồ cấm động cơ chạy bằng khí đốt. Chúng tôi là công ty sản xuất dụng cụ thể thao chạy hoàn toàn bằng điện. Chúng tôi đang cố gắng tạo ra sự thay đổi trong các môn thể thao như là thể thao dưới nước. Rất nhiều hồ cấm động cơ xăng và đây là giải pháp thay thế để họ có thể tận hưởng các môn thể thao dưới nước một cách thân thiện với môi trường. Để sử dụng chiếc ván này, bạn chỉ cần nhấn nút ở bảng điều khiển nhỏ được gắn sẵn trên cổ tay để điều chỉnh tốc độ và xoay ván theo ý muốn.